các cử tri sẽ bỏ phiếu ở hơn 820.000 phòng bỏ phiếu trên khắp lãnh thổ Indonesia. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 1 giờ chiều giờ địa phương, với sự giám sát của khoảng 7 triệu quan chức bầu cử và nhân viên độc lập. Mỗi cử tri sẽ được phát 5 lá phiếu bỏ vào các thùng riêng biệt. Trong cuộc bầu cử lần này, hơn 50% cử tri có độ tuổi từ 17 đến 40 và khoảng hơn 30% là cử tri trẻ dưới 30 tuổi, nên vấn đề kinh tế và việc làm được nhiều cử tri quan tâm. Anh Rixi, một cử tri 17 tuổi lần đầu tiên đi bầu cử, chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử nên khá hồi hộp. Là những người trẻ, tôi thực sự mong muốn Tổng thống mới sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa Indonesia trở thành một quốc gia phát triển. Tôi hy vọng Tổng thống mới sẽ đưa Indonesia trở nên hùng mạnh. Với các chính sách của mình, Tổng thống Jokowi đã làm rất tốt. Nhưng tôi muốn chính phủ mới đưa Indonesia lên một tầm cao mới. Chạy đua vào vị trí ghế Tổng thống lần này là ba ứng cử viên Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, ông Ganjar Pranowo, cựu thống đốc Trung Java, và ông Anies Baswedan, cựu thống đốc Jakarta. Các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử cho thấy ứng cử viên Prabowo Subianto và người đồng hành Gibran có thể sẽ giành chiến thắng trong vòng đầu tiên. Tuy nhiên, với nhiều cử tri còn do dự và phút chót nên cũng có một số nhận định cho rằng có thể diễn ra cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào tháng 6 tới. Jeremiah Andrea thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á cho biết. Theo tôi nghĩ có khả năng diễn ra bỏ phiếu vòng 2. Khi đó hai ứng cử viên Ganjar và Ani có thể sẽ liên minh cùng nhau và gây khó khăn cho ứng cử viên Prabowo. Nếu diễn ra bầu cử vòng 2, các nhà phân tích nhận định các ứng cử viên sẽ phải thực hiện các cuộc đàm phán để thành lập một liên minh với các nhiệm vụ chính trị cần thiết. Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống Prabowo Subianto ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu cũng bày tỏ tự tin sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử chỉ sau một vòng duy nhất. Dự kiến Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia sẽ chính thức công bố kết quả vào ngày 20 tháng 3, nhưng kết quả sơ bộ do các cơ quan khảo sát độc lập đưa ra có thể sớm hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử tại Indonesia được đánh giá là cuộc bầu cử phức tạp và lớn nhất thế giới diễn ra trong một ngày. Với Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo đã nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ, cuộc bầu cử năm nay sẽ đánh dấu sự thay đổi lãnh đạo đầu tiên tại quốc gia vạn đảo này sau 10 năm. Là một quốc gia có vị trí chiến lược và là thành viên của một số tổ chức quốc tế lớn, sự ổn định chính trị của Indonesia đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Giới chức Indonesia cũng đang lên tiếng kêu gọi người dân đoàn kết cùng nhau tạo ra bầu không khí an toàn và thuận lợi cho cuộc bầu cử. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin từ Indonesia.